Chào anh. Làm quen với nó đâu nó không cắn. Trước cụ ông nhà này là giám đốc với lại làm cán bộ ở nhà máy này. Nói thì tinh. Thế giờ cụ cũng mất hết rồi. Nên bây giờ trồng lại đến đây xem lại cái đây, cái này là cái lò nấu thủy tinh này, cần khôi phục lại chứ. Vâng, không cũ đi vào miền Nam mà. Vâng, tưởng anh khôi phục lại chứ. Bây giờ anh mua cái này à? Vâng. Thế à? Này đẹp quá nhỉ. Này quá đẹp. Nó còn rộng đằng sau là đấy đấy đấy, bác đi xuống đằng sau. Vâng, cái chỗ đằng này là cơ quan này. Đây là nhà của các của các cái ông gì đấy, vâng, cán bộ công tiêu. Tiền em nhượng lại. Thế à, chỗ này bao nhiêu nghìn mét này? Ngót 8.000 mét anh. 8.000 mét. Vâng. Thế nhưng bây giờ ở đây anh chỉ cần để cho để ô tô cũng đã được rồi đúng không? Đây này, đây ở dưới này nó là mấy cái kho. Cái dọc kia là ra mà một đống tiền làm ô tô mà chết à? Thế à, hồi anh lấy cái này bao nhiêu? Cũng vào độ khoảng hơn 20. Hơn 20 tỷ. Vâng. 20 tỷ thì so với lại không, bây giờ thì làm sao? Bây giờ thì phải hơn chứ anh. Bây giờ phải hơn chứ. Bây giờ thì giá bây cả giờ nó giá nó khác. Vâng. Đây này, phía dưới này nó là đấy, các cái vừa cho san bằng hết. Vâng. Dưới này là ngày xưa nó là các cơ quan. Không, các nó cái là nhà. Nhà cái kho. Nhà làm bóng làm chứ. Vâng. Để chứa kho đấy, thủy tinh sau khi thành phẩm. Đấy. Ngày xưa nó oai phong lắm đấy. Bây giờ thì bên cạnh kia là nhà máy giấy kìa. Vâng, đây. Nhà máy giấy thì nhỏ hơn. Đây nó vẫn hoạt động. Đấy. Nhà máy này. Bác cứ nhận lại thì. Ok đi. 8.000 mét. Giấy tờ của anh thế nào? Đầy đủ. Chuyển sang sổ đỏ hết rồi đúng không? Vâng. Bây giờ anh bán khoảng bao nhiêu? Khoảng 35 tỷ. 35 tỷ. Vâng. Thuế bên nào chịu? Thuế thì cái thuế đấy thì bên mua chịu, thường thường bên mua người ta chịu chứ. Nhưng mà cái thuế bây giờ nó khoảng bao nhiêu anh? Cái sở hữu của anh dùng bao nhiêu thì là cái sở hữu của anh, tên anh thì anh dùng bao nhiêu thì đấy là anh phải thuế chứ. Vâng, không tức là cái đấy không, mình đấy nó là nguyên tắc rồi. Vâng, vâng. Thì hỏi để cho nó ấy đó, đôi khi là cái bên nó rõ ràng thuế 35 tỷ là nó cũng khá lớn đấy. Tất nhiên là nó cũng khá lớn. Vâng. Đây vẫn còn nhiều nhà, cái nhà vệ sinh hình như vẫn còn nguyên. Vẫn còn nguyên cái nhà vệ sinh kia. Vừa mới phá ra một số. Vâng, chỗ này phá. Đây là những cái kho để thủy tinh. Đúng rồi. Thế sao hồi chiến tranh là bom nó cũng thả mất cái khu vực chỗ này một ít này. Nó còn mấy chỗ cái. Có cái hố sâu lắm. Có cái hố bom mà anh? Vâng, đúng rồi. Có cái hố bom ở đây. Đào sâu lắm. Đúng rồi, nó làm hỏng hết nhà máy mà. Đây nó ở góc chỗ đây này, đây nó có cái giếng đây này. Vẫn còn. Cây kia bị đổ anh nhỉ? Không, vừa giờ là bật hết rồi đấy. À, tức là anh tự bật hả? Hay là nó đổ? Đâu, cào xúc múc hết các thứ ra nó trơ ra thì tự nhiên nó đổ, bão vừa rồi nó đổ. Có một ngôi cái miếu nhỏ kia thì mới này. Không, cái miếu này chắc là người ta dựng ra này. Thế ạ? Vâng. Nói chung là ngày xưa không có miếu. Vâng. Anh là ở Nam Định luôn chứ ạ? Vâng ạ. Vâng. Xung quanh nhà dân luôn. Xung quanh nhà dân luôn. Vâng. Cây cũ này còn nguyên hết. Đấy, nhưng mà sao nó bé đấy nhỉ? Vâng. Ngày xưa nó to rồi cơ mà. Cây thông mấy cây to rồi, còn những cái cơ quan này nó mọc. Nó mọc lên. Vâng. Đây là nó chỉ còn cây này. Cây này là vẫn còn này. Đấy. Mấy cái kia là mới đúng không anh? Cây kia. Đúng rồi, nó phải tầm 50, 60 năm, 70 năm rồi mà. Thì nó phải to lắm chứ nhỉ? Không. Cái phi lao này chắc là vẫn của nó này. Của nó còn nguyên đấy. Cái bàng này cũng vẫn là của nó này. Còn nguyên đấy. Đấy. Cái này của nó. Cái dãy nhà này thì còn này. Nhưng mà dãy nhà này ngày án còn nguyên hết. Vâng, còn nguyên này, cái dãy này còn nguyên. Cái nhà để mà nấu thủy tinh vẫn còn này. Dãy
đấy. Và còn cái khu này thì bị đập hết. Không, em mới cho đập với chị cho đập. À vâng vâng. Mới tức là mới đập chứ trước của nó là bỏ ra 100 triệu cho san lấp cho nó mặt bằng chứ. Thế cả 100 triệu để san bằng. Bỏ ra 100 triệu đấy anh ạ. Vâng. Để cho san mặt bằng đấy. Vâng. Đấy là gọi là san mặt bằng như này gọi là tạm rồi. Thế còn bây giờ anh đang cho cái gì để đây, các cái thùng cho gì? Cho những cái linh tinh này gọi cái thùng phi các thứ cho thuê vâng. Để làm kho chứa hả? Vâng. Trước mắt thì chưa có vâng. Kế hoạch thì cho thuê ạ. Thực ra là đầu tư ở đây phải tính toán rất cẩn thận. Vâng. Chứ không có là sẽ bị lỗ. Đấy thì cái nó phải thì phụ thuộc vào cái Nam Định nếu, nó có nếu, lên không. Nếu mà bác kết hợp được thì quá tốt, mà không kết hợp được thì lấy cả thì càng hay. Cái mảnh đất này đẹp quá. Cơ bản nó là hậu. Nó là cái kỷ niệm. Nó ngày xưa nó các cụ mấy cái nhà này. Các ông ngày xưa ấy. Kỷ niệm các cụ ở đây hồi ra đây tập chuyển ngành là làm cái này. Ô như vậy xin anh cái số điện thoại nhỉ. Vâng vâng. Để anh em. Để cho nó đọc cái chỗ đấy đi. Cái đấy là cái cổng bảo vệ đấy. Đấy đấy. Cổng bảo vệ ngày xưa đây nó có hai cái nhà hai bên này này. Vâng đúng rồi. Hai nhà hai bên. Để xe bác cho để người ta để gửi xe nhờ đây gì? Vâng em bác cho tiền. Vâng. Lán với ai không cho thu tiền cho anh rồi. Vâng. Mình định lán không cho thu tiền. Vâng. Ôi phá cái nhà bảo vệ đi thì hơi phí nhỉ? Phá cái đi cho anh. Phải phá đi làm kiosk gì? Làm kiosk chứ. Bây giờ đang cho làm cái kiosk gặp đây cũng chuẩn bị cho kiosk hết. Vâng thì nó dọc cái đấy mình thụt vào một tí anh ạ. Vâng đấy thì thụt vào một tí để cho người ta để được xe chứ các thứ chứ đừng có lan ra đường quá thì nó sẽ kiosk nó không đẹp. Bây giờ trước mắt là làm những cái kiosk vâng đấy cổng bảo vệ đấy. Vâng vâng ngày xưa là có ba ông bảo vệ thay nhau đấy bây giờ ông chuẩn bị rồi. Wow cho dỡ luôn đấy hả. Nó chứng tỏ là nó cũng còn tốt nhỉ. 50-60 năm rồi mà nó vẫn còn chắc chắn nhỉ. Cũng phải, phải đấy. Cũng đến ngày. Ông Quy nhà ở phố nào? Nhà em ở bên trên cầu Đồng Quan nhưng cũng ở đây luôn. À. Bây giờ trước mắt đang ở tạm đây ạ. À, được, tạm đây hả? Còn nhà thì nhà bên kia coi như cũng bất không. Vâng. Đấy, chuẩn bị phá chỗ kia đấy. Tức là chặt mấy cây trước phải không anh? Trước mắt vẫn có chứ cành thôi, chặt cành thôi chặt cây thì... Cái nhà bên cạnh ấy là lợp lại ngói rồi, trước nó là ngói. Cái nhà đấy là nhà của bên hành chính. Cái nhà đấy cái thời mà các cụ còn làm ở đây là nhà hành chính. Hôm đấy là nhà mái bằng. Vâng. Bên đấy vẫn lấy tấm cái kỳ đèn đấy. Vâng. Nó vẫn y án nó sẽ là thấp nhỉ. Vâng. Trước nó cao lắm. Không, vẫn thế đấy anh. Yeah. Vẫn y án vậy đây bây giờ mới bắt đầu em mới có kế hoạch rồi. Yeah. Kế hoạch nó rất cao. Đấy cái phòng hành chính quản trị là nằm ở đấy. Bảo vệ hai bên. Vâng vâng vâng. Rồi cảm ơn anh. Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Về đây, về đây, về đây. Cái con này nó cũng thân thiện. Đấy, nó còn hey chào. Đây là cái lò nấu thủy tinh. Đấy, lò nấu thủy tinh ngày xưa đây. Cái mái thay đổi. Còn cái ống khói nữa cơ mà. Ống khói đi đâu rồi? Còn cái ống khói ở chỗ nào? Ống khói rất to. $35 quá rẻ. Để chịu. Không làm cái gì ra tiền được vậy. Còn
trong công nhân ở đây đi đâu hết. Chào bác. Vâng. Bác dọn dẹp đấy ạ. Vâng. Đây là họ phá cái nhà bảo vệ. Chọn máy. Chắc ông ở đây luôn coi cái khu này luôn ạ. Ông ở đây coi cái khu này luôn ạ. Dạ. Ông ở coi luôn cái khu này ở kia. Không, bác quy bác coi. À. Còn tôi đây là ở cái gian này. À. Ở cái chỉ bán ở cái chân nước. À, à, dạ. Không có làm gì ở đây rồi. Dạ vâng, vâng. Cháu cảm ơn ông. 85 tuổi rồi. Dạ. Anh ơi, trước nó còn có một cái ống khói nữa. Có một cái ống khói nữa ở cái nhà này, không biết nó ở chỗ nào nhỉ? Chắc là... ống khói to lắm anh. Ống khói đây cũng ống khói để cho cái đường nhiệt nó lên đấy mà. Em về đây không có anh. Không có à? Thế thì chứng tỏ họ phá rồi. Nó có một cái ống khói nó ở đâu đây để nó dẫn nghe. Xây rất to. Em về đây là không có. Chúc anh mua là không có rồi cái gì. Nó họ phá hết rồi. Người ta cũng về đây quay phim quay tiếp những cái gốc tích ở đây rồi. ai quay đây cái đoàn quay à. Có đoàn quay người ta quay về đây một cái vâng. Gốc tích kiểu tiểu sử vâng chắc là của cụ ông thuê về đấy. Vâng em đi cả đoàn cả điếc mà về còn đây dựng phim dựng viết mà anh à thế ạ à. Cái nhà này này là hình như là một cái nhà của thầy Pháp chứ không phải của mình, kiến trúc của nó là kiến trúc Pháp. Thế xong là mới đưa cái lò vào đây để tôi về tôi hỏi lại cái lịch sử xem thử. Cái này thì cái đấy trước đây trong này là mấy cái lò nấu thủy tinh này, to lắm và cái này nó chỉ về lấy như vậy nguyên liệu mà lão và phép mà. Vâng. Bên này mấy cái kiến trúc này anh bảo ngày xưa có phải của mình đâu. Nó cong cong này là cái thời cùng với lại cái chỗ nhà máy dệt đấy. Nó xây cùng với thời đấy mà. Nó về đây nó và quay máy dệt máy dứt. Vâng. Đóng phim. Đúng rồi. Đây này cái kiến trúc này của nó. Cái tích. Và cái tích cũ của những cái thời ngày xưa ấy. Và